kính chào quý vị và các bạn. Khu vực từ Hà Tĩnh đến Ninh Thuận, nắng nóng diện rộng còn kéo dài ít nhất một tuần tới. Còn ở Bắc Bộ, mưa về chiều tối đến đêm, số điểm mưa rất to, chỉ cục bộ. Đặc điểm mưa lần này là phân bổ không đồng đều, mưa lớn trên phạm vi hẹp vì yếu tố gây mưa là rãnh áp thấp hoạt động không mạnh và thường gây mưa từ chiều tối đến đêm chứ không duy trì cả ngày. Mưa sẽ xảy ra trong đêm nay và hai đêm tới ở Bắc Bộ. Tổng lượng mưa phổ biến là từ 50 đến 100mm và ở vùng núi có nơi trên 200mm. Trời còn mưa thì nguy cơ về sạt lở đất vẫn rất cao, bởi nền đất đá ở vùng núi vẫn đang bở nhão sau những trận mưa trước, có thể sạt xuống bất cứ lúc nào. Khoanh vùng có nguy cơ cao đến rất cao trong đêm nay, đó là tại Lào Cai, Yên Bái, Hà Giang, Tuyên Quang, Bắc Cạn, Thái Nguyên và Hòa Bình. Quý vị và bà con sinh sống gần các sườn đồi dốc nên thường xuyên quan sát xung quanh nhà. Nếu thấy những dấu hiệu bất thường thì nên nhanh chóng thoát khỏi nơi nguy hiểm. Còn trong trưa chiều mai, đan xen vẫn có khoảng nắng ráo, oi nóng, nhất là tại thủ đô Hà Nội, Hòa Bình, Phủ Lý, Nam Định, Hải Phòng, Bắc Ninh hay là Cao Bằng, nhiệt độ cao nhất từ 32 đến 33 độ C. Khu vực từ Hà Tĩnh đến Ninh Thuận chưa có yếu tố gây mưa, nắng nóng tiếp tục kéo dài. Ngày mai, các thành phố từ Hà Tĩnh vào đến Phan Giang Tháp Chàm, nhiệt độ cao nhất từ 35 đến 37 độ C, thậm chí Quảng Ngãi hay Tuy Hòa còn lên đến 38 độ C. Tây Nguyên và Nam Bộ ngày mai mưa giảm hẳn xuống một vài nơi về chiều tối, ban ngày trời nắng nhiều. Thành phố Hồ Chí Minh, Tây Ninh, Biên Hòa, Trà Vinh hay Sóc Trăng nắng nóng 35-36 độ C. Các nơi khác, nhiệt độ cao nhất phổ biến trong khoảng 29-34 độ C. Trên biển, huyện đảo Hoàng Sa ngày mai trời nắng, gió từ cấp 4 đến cấp 5. Quanh huyện đảo Trường Sa tiếp tục cảnh báo mưa dông, kèm lốc xoáy và gió giật mạnh. Cuối bản tin sẽ là phần dự báo cho một số thành phố trong đêm nay và ngày mai.